Xin chào, rất vui vì đã được gặp lại các bạn tại Tóc Khám Phá. Các bạn thử đoán xem Luffy mũ rơm có thể chết hay hy sinh trong tương lai hay không? Cái này thì quá dễ đoán rồi, khi mà hơn 99% mọi người đều đoán được, tất nhiên là không rồi. Làm sao mà nhân vật chính lại chết được chứ, còn cưng của Oda kia mà. Nhưng sự thật thì cũng khó đoán được lắm nhé, vì càng nhiều thứ bất ngờ thì Thánh Oda mới càng hấp dẫn chứ đúng không nào. Và nói chi cho xa ở tương lai, khi mà Luffy cũng từng mém về chầu ông bà trong quá khứ biết bao nhiêu lần rồi mà. Chào mừng các bạn đến với Tóc Khám Phá. Hôm nay chúng ta hãy cùng Tóc Khám Phá đến với những lần Luffy mém chết trong One Piece. Và trong video này chúng ta hãy cùng bắt đầu tìm hiểu từ khi cậu còn nhỏ xíu cho đến thời điểm hiện tại luôn nhé. Từ lúc còn nhỏ, cái gì cũng vậy, có đầu rồi mới có đuôi. Nên chúng ta hãy cùng bắt đầu từ lúc câu chuyện vừa mới được bắt đầu. Và như đã nói thì mình sẽ bao gồm cả những lúc Luffy rèn luyện cùng với Ace và Sabo luôn đấy nhé. Vì nếu có một giải thưởng cho người số nhỏ nhất thì Luffy đứng thứ hai, không ai lại dám đứng thứ nhất cả. Khi chỉ mới 8 tuổi, cô cậu đã mém chết đếm qua đếm lại được tính gần bằng chục lần. Lần đầu thì ai cũng biết là khi cậu ăn trái ác quỷ còn bị thảy xuống biển ngay trước mặt một con thủy quái khổng lồ nữa, nên nếu không có Shanks thì cậu đã bỏ mạng. Và lần thứ hai với những lần sau đó nữa thì đều được tạo ra có chủ đích nhờ vào người anh trai mà cậu hết mực yêu thương. Chỉ tính từ khoảng thời gian mà Luffy dành ra để kết thân với Ace thì đối với một đứa nhóc 8 tuổi thì số của nó cũng đúng là lớn. Vì nếu là người khác thì đã xuống đất nằm từ lần chạm mặt đầu tiên với anh chàng hả quyền rồi. Ở công viên Ác Long. Tiếp theo chính là công viên Ác Long. Nói đến công viên Ác Long thì bao nhiêu kỷ niệm đổ dồn về đây. Tại đây nếu không có sự giúp đỡ của Nojiko và ông bảo vệ thì chắc chắn thuyền trưởng của băng hải tặc mũ rơm đã không toàn mạng mà chiến thắng rồi. Từ lúc rời làng cho đến công viên Ác Long thì hầu như Luffy toàn gặp những tai nạn do bị rơi xuống nước. Chỉ có điều Ác Long và cả băng của hắn đều là người cá, nên việc Luffy rơi xuống nước đã trở thành một thử thách vô cùng lớn với đồng đội của cậu. Vì đồng đội của cậu có hai lựa chọn: nhảy xuống dưới nước để cứu Luffy lên và nằm chung dưới đó với thuyền trưởng của mình, hoặc giải quyết cho nhanh gọn lẹ để vớt thuyền trưởng của mình lên. Nhưng đó chỉ là suy tính, vì quanh đi quẩn lại để tiêu diệt hết kẻ thù rồi vớt Luffy lên cũng được, nhưng chỉ sợ là vớt được cái xác chứ không phải là vớt Luffy. Nên với tình cảnh đó, Oda đã ban phước lành cho cậu bé cao su bằng cách cử hai nhân vật tưởng như yếu đuối lại có một sức can đảm nào đó mà chạy thẳng vào chiến trường để vớt Luffy lên. Thế là cô cậu đã sống sót thêm được một tí. Ở đảo Drum. Qua đến đảo Drum thì vua buôn cười lại vừa tội nghiệp. Đường đường là một vua hải tặc, đi đâu cũng xưng danh đầy tự hào, nhưng lại bị một đám thỏ dập cho bầm dập theo đúng nghĩa đen. Và có thể cậu đã không còn thở được nữa và bị chôn trong tuyết nếu như không đến được tòa lâu đài của bác sĩ Kuraha kịp lúc để chữa trị kịp thời. Tuy nhiên nếu xét về phương diện khác thì Luffy không yếu đến mức đó, chỉ là cậu phải chiến đấu trong một môi trường lạnh giá đầy tuyết, mà bản thân thì chỉ mặc một chiếc áo vô cùng phong phanh, tay thì lại cõng Nami đang mắc bệnh nan y. Thì trong tình cảnh éo le như vậy, có muốn chiến đấu cũng rất là khó khăn. Ở Alabasta. Ở Alabasta, có lẽ Luffy không chỉ đến một mà tới hai lần phải đối mặt với tử thần. Thật ra là nói hai vậy thôi, chứ do quá nhiều lần nên mình cũng không thể nhớ hết được. Nhưng tiêu biểu nhất vẫn chính là lần bị Crocodile cho một móc sim vào tuyên, rồi nằm hấp hối ngay giữa sa mạc. Và lúc này Luffy vừa đau, vừa khát nước, vừa cay cú và không biết rằng khi nào mình sẽ qua thế giới bên kia. Nhưng thật may mắn vì Crocodile có lục đục nội bộ và chính nhờ kẻ thù của cậu đã giúp cậu thoát chết. Còn lần thứ hai à? Lần thứ hai thì cũng nhờ Crocodile luôn. Luffy đã nhận phải một lượng độc không mấy lớn lắm từ móc của Crocodile, nhưng cũng lại nhờ có Robin nên cậu được cứu thoát hoàn toàn khẽ re, không sao cả. Ở Enies Lobby. Enies Lobby là một tòa án dân dân của chính phủ thế giới lập ra và tọa lạc ngay giữa biển. Nơi đây được xem như là điểm kết thúc của tội phạm, vì một khi đã vác mặt đến đây thì sẽ không còn đường nào mà ra đi nữa. Tuy nhiên, truyền thuyết chỉ là truyền thuyết. Luffy không những thoát ra được Enies Lobby mà còn khiến cho tòa án tối cao này phải tan hoang mới khả dạ. Nhưng không phải là cậu phá đâu nhé, Luffy đã sử dụng vận may sáng chói của mình để có thể khiến cho Spandam ấn nhầm Goldenden Musi, rồi triệu hồi Buster Call phá hủy toàn bộ Enies Lobby mới hả dạ.
ở Impel Down. Tại Impel Down, có lẽ đây là nơi Luffy cận kề cái chết gần nhất khi mà cậu ăn cả đống kịch độc siêu mạnh của Magellan rồi cậu bị đem xác bỏ vào tầng băng giá vĩnh cửu nữa. Theo như thể trạng của một người bình thường thì chắc chắn họ sẽ ngụm củ tỏi chỉ sau 5 đến 10 phút, hay thể trạng yếu hơn thì chỉ cần đặt lưng xuống là nằm chào thế giới bên kia luôn rồi. Tuy nhiên, có vẻ như Magellan đã tự tin thái quá vào chất độc của mình và nghĩ rằng Luffy mũ rơm chắc chắn chỉ còn con đường chết, nên ông chỉ sai quân lính đem cậu giục vào ngục băng và để đó thôi, giống như lần ông làm với râu đen vậy. Đáng lý ra, Magellan đã có thể giúp đỡ thế giới bài trừ một hiểm họa rồi, nhưng ông lại tự tin thái quá, khiến cho râu đen có một cơ hội quẩy thêm một lần nữa. Tuy nhiên, nói đến Luffy thì Magellan đã không ngờ rằng cậu có một đồng minh vô cùng vững chắc và đáng tin cậy, một người bạn của cậu luôn sẵn sàng làm tất cả chỉ để đồng đội của mình được sống. Và ông cũng không ngờ rằng trong nhà tù siêu vững chắc của mình có tồn tại một thiên đường dành riêng cho tù nhân, mà người cai trị nơi đây lại là một kẻ đã thoát chết bởi độc của ông trước đây. Và chuyện gì đến cũng sẽ đến thôi, chỉ trách là Magellan đã tự tin quá vào chất độc của mình, đáng lý ra ông nên double tap. Ở Thriller Park. Ở trường hợp Luffy tại Thriller Park thì có đến 2 lần, nhưng lần đầu có vẻ là bình thường vì với cơ thể cao su đặc biệt của mình có thể chịu được tất cả sức mạnh đang dồn nén vào cơ thể cậu bằng những cái bóng mà Lola đã nhồi nhét vào bên trong họng của Luffy để cậu có đủ sức mạnh chống lại Gecko Moria. Tuy vậy, sau khi ói hết bóng ra thì nhìn Luffy có vẻ hơi thảm và có thể thấy rằng cậu nằm liệt một chỗ đến mức mở mắt còn không nổi. Tuy nhiên, mọi chuyện chưa dừng lại ở đó, vì một tên hải tặc khét tiếng đang dần cạn kiệt sức mạnh thế kia đúng là một thời điểm tuyệt vời để có thể lấy đầu Luffy mang về, và đó chính là điều mà Kuma đang muốn thực hiện. Và nếu không có sự trung thành hết mực tuyệt đối với thuyền trưởng của mình như Zoro thì chắc chắn hải quân đã không còn lo nghĩ đến sự ảnh hưởng của băng mũ rơm nữa rồi. Ở Marineford. Nếu đem so sánh giữa lần ở Marineford và lần ở Impel Down thì không biết lần nào Luffy thảm hơn nhỉ? Thật là khó đoán, vì cả hai lần nếu không có sự giúp đỡ từ người khác thì Luffy đài là cái chắc. Tuy nhiên, nếu xét về độ tàn tạ thì Marineford lại chiếm thế thượng phong hơn hẳn, vì tại Impel Down chỉ bị ăn vài đấm rồi dính độc thôi nên cơ thể còn nguyên vẹn, chứ ở Marineford nào là thủng ngực, nào là ăn đấm do sốc tâm lý, và tất cả những cái đó cộng dồn lại một cục thì có thánh thần cũng khó mà nhắm mắt chịu đau được. Và trong Marineford, nếu như không có sự xuất hiện bất ngờ của băng hải tặc trái tim và trình độ bác sĩ bậc thầy nhất thế giới của Law ra tay cứu giúp thì chắc chắn Luffy sẽ không còn được thấy ngày mai, thậm chí cho đến khi tỉnh dậy cậu cũng chẳng thể đi nổi nữa mà. Ở Ryugu. Tại vương quốc Ryugu, Luffy đã một lần nữa được cận kề cái chết sau khi cậu giao chiến với tên hải tặc người cá Hoidizon. Nếu xét về sức mạnh thì Hoidizon chỉ là một tên cuồng chiến, thích xài thuốc kích thích mà thôi, nên đối với Luffy thì chẳng có cửa để chiến thắng. Chỉ vì tên này là một con cá mập, lại có mưu mô gian ác, cộng thêm việc dùng thuốc quá liều nên sức mạnh có vẻ nhỉnh hơn Luffy được vài phút. Nhưng vài phút đó cũng chỉ đủ để cạp vài cái vào vai, gặm vài vết ở tay và đấm vài đấm vào bụng. Ấy vậy mà cũng khiến cho máu chảy quá nhiều đến mức phải đi truyền máu. Và nếu như Chibay không xóa bỏ luật lệ cũ và tự nguyện hiến máu cho Luffy thì cậu bé cao su của chúng ta đã teo lại vì đã mất quá nhiều máu rồi. Ở Wano World. Và cuối cùng là mới đây nhất, trong một trận chiến vô cùng ngắn gọn và xúc tích sẽ được tường thuật bằng vài chữ. Luffy thấy Tama bị thương, Luffy tức giận, Luffy gặp Kaido, Luffy đấm Kaido một cái, Luffy tưởng đã thắng được Kaido, ai dè Kaido giơ chùy lên và khiến cho Luffy bất tỉnh nhân sự trong sự ngỡ ngàng của mọi người. Chính cả mình cũng thấy hơi buồn cười khi xem đến đoạn đó. Luffy múa máy liên tục và Kaido chỉ quơ tay một phát là cu cậu nằm bẹp dí ở dưới đất rồi. Nhưng với tính cách thích người tài của mình nên Kaido không để cho Luffy nằm ở đó, mà sai quân lính đem về chăm sóc cho thật kỹ lưỡng rồi dẫn dụ Luffy trở thành đồng minh của mình. Tuy nhiên, Kaido chỉ thành công trong việc khiến cho Luffy khỏe hơn thôi, chứ trở thành đồng minh của hắn thì coi bộ hơi khó.
Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của kênh của mình. Nếu đã xem đến đây thì ngại gì mà không để lại một like và một đăng ký. Và nhớ nhấn chuông để không bỏ lỡ bất kỳ một video hấp dẫn nào nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Tạm biệt.